Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với chiếc xe em cập nhật và mang tới cho anh chị và các bạn thông tin là một chiếc Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium, bản full, sản xuất năm 2021. Xe có trang bị đầy đủ những tính năng như là đề lộ start top, màn hình giải trí, camera lùi cảm biến, điều hòa tự động, túi khí an toàn, cũng như gương kính chỉnh điện, cửa lock, ghế điện, vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng cùng rất nhiều tiện nghi, tính năng an toàn. Chiếc xe thì được chủ xe đi rất là giữ gìn, mọi chi tiết của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ hoàn hảo. Tuy vậy thì khi anh chị và các bạn đến lái thử, trải nghiệm, cảm thấy ok thì mình vẫn nên mang xe vào hãng để kiểm tra, để đảm bảo an tâm cho anh chị và các bạn tránh được những rủi ro về xe tai nạn ngập nước, mang đến cái sự yên tâm trong quá trình sử dụng sau này. Đây là những đường nét tổng quan chi tiết về phần ngoại thất của chiếc xe. Chiếc vừa xe này cũng vừa mới về cửa hàng, em chưa hề dọn dẹp gì cả, tất cả hiện trạng vẫn như là mới từ nhà khách về. Vì em mong muốn mang đến cho anh chị và các bạn cái hiện trạng thực tế của chiếc xe trước khi mang đi spa dọn dẹp, để anh chị và các bạn có thể là mình lựa chọn, khi mình cảm thấy ưng thì mình qua lái thử và trải nghiệm rồi mang vào hãng check, sau đó mình sẽ thỏa thuận lại cái mức giá làm sao cho hai bên cùng phù hợp và thoải mái nhất. Đây là những chi tiết về phần đuôi xe với những đường nét chi tiết như hệ thống cảm biến, cam lùi đầy đủ, mang lại cho anh chị và các bạn có thể lùi xe an toàn, giúp đi khi lùi xe đảm bảo an toàn cho người phía sau. Và đây là những cái phần như là hệ thống thảm trải sàn cũng như là hệ thống lốp sơ cua của chiếc xe. Với sơ cua của chiếc xe này thì đã hạ rồi. Chất lượng từ những phần đinh tán, keo chỉ, mọi chi tiết vẫn giữ được độ đẹp, không hề có hiện tượng bị đâm vào ở phần đuôi. Các chi tiết em quay rất là cụ thể và cẩn thận. Nên anh chị và các bạn mà có cần xem chi tiết ở phần nào hay cần giải đáp những cái thắc mắc gì có thể liên hệ em, để em có thể gửi bảng kê chi tiết cụ thể hoặc là hình ảnh, thông số mà anh chị và các bạn đang có nhu cầu cần tìm hiểu. Xe vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Anh chị và các bạn hãy liên hệ em để em có thể gửi chi tiết cho các bác. Bên trong đây thì nhiều chi tiết ly lông của chiếc xe còn chưa bóc hết anh chị ạ. Đấy, những đường nét tổng quan. Các bác có thể thấy, bác chủ thì cũng rất là cẩn thận. Hệ thống bậc lên xuống, được ốp inox chống xước này. Chất lượng ghế ngồi của chiếc xe với hệ thống ghế da màu đen pha đỏ. Đây là nhà chỉ có bản full mới có trang bị hệ thống ghế da màu này anh chị nhé. Với không gian ngồi rộng rãi, thoải mái cho 3 người ngồi, có trang bị hệ thống cửa sổ trời, cửa gió điều hòa trung tâm. Và bây giờ thì ta sẽ cùng ngắm qua về không gian khoang lái của chiếc xe. Với không gian khoang lái thì anh chị có thể thấy qua từ những các phần phím bấm chức năng của chiếc xe thì nó vẫn còn rất mới và rõ ràng. Những đường led tổng quan về cột kèo, gioăng cao su, chất lượng ghế ngồi. Những đường led để anh chị và các bạn có thể đánh giá được là xe đi nhiều đi ít. Từ những phần củ số, vô lăng, hệ thống phanh tay. Mặc dù là chiếc xe đời cao nhưng mà chiếc xe này đời này nó vẫn chưa trang bị cho anh chị và các bạn hệ thống phanh tay điện tử. Nó vẫn sử dụng là hệ thống phanh tay cơ. Một điều hơi đáng buồn so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Đây là những đường nét tổng quan hệ thống ghế ngồi cũng như là chất lượng ghế da của chiếc xe. Các bác có thể tham quan và khám phá cùng em hệ thống ghế phụ của chiếc xe. Và đây là những cái chi tiết về hệ thống phanh tay cơ, rồi là những cái phần cần số, trang bị cần số thể thao, các phím điều chỉnh chức năng, màn hình được nâng cấp lên màn hình Android rồi, với đa chức năng giải trí cho anh chị và các bạn hơn. Hệ thống cam hành trình cũng được nâng cấp trang bị đầy đủ, gương chống chói phía bên trong đây. Và với phần vô lăng bọc da tích hợp các phím điều chỉnh chức năng cho anh chị và các bạn. Và tiếp tới đây thì ta sẽ cùng đi tham quan về không gian máy móc của chiếc xe để anh chị và các bạn có thể khám phá qua và đánh giá được chất lượng chiếc xe em đang giới thiệu nó còn được đẹp hay không. Với khối động cơ của chiếc xe này, nó sử dụng là khối động cơ 2.0 Premium, bản cao cấp nhất, mang lại cho anh chị và các bạn cái cảm giác lái tốt nhất. Chiếc Kia Cerato phiên bản 2.0 Premium sản xuất 2021 hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá 550 triệu. Giá này thì vẫn còn giảm và thương lượng.
hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Chi tiết cụ thể, thông tin rõ ràng, anh chị bạn hãy liên hệ để em có thể giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn, giúp anh chị và các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn về một chiếc xe cũ đã qua sử dụng với thông tin đầy đủ nhất. Chi tiết hình ảnh, thông số của chiếc xe thì em có cập nhật trên web otoxehoi.com. Anh chị và các bạn có thể truy cập tại web để xem màu xe cũng như đời xe mà anh chị và các bạn đang cần tìm, sao cho nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.